Ủa, hình như chị có kết quả khám sức khỏe của mình rồi đúng không? Ừ, đúng rồi em. Nhưng mà hình như sức khỏe của chị có vấn đề hay sao á. Chị nhìn thấy mấy cái chỉ số nó cứ thất thường. Mà có điều chị không hiểu. Em coi giùm chị thử được không? Đâu, để em xem. Đây, chỉ số huyết áp của chị cao hơn so với mức bình thường. Ủa, sao em đọc và hiểu được mấy chỉ số này hay vậy? Đây, không phải là chương trình quảng cáo. Ai nha, các học viện đào tạo kiến thức sống khỏe. Sau đầu tiên tham gia lớp học module 1 và 2, chuyên viên tư vấn sẽ trở thành chuyên gia tư vấn sống khỏe toàn diện. À, mà nhờ vào tham gia chương trình này á, em tích cực sống khỏe hơn và nhận được nhiều voucher đến từ AI Vitality nữa chị. À, có phải là mấy cái voucher Grab với Bixi hồi trước em tặng chị đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà khi kết hợp với sản phẩm cùng sức sống người cộng cùng Vitality á, thì chị chỉ cần sống khỏe thôi, chị sẽ nhận được nhiều món quà xứng đáng dành cho chị hơn nữa nha. Ồ, sản phẩm này hay ha, nghĩa là nó giúp mình tích cực sống khỏe và thay đổi cái tình trạng sức khỏe của mình nữa. Chính xác. Ừ, vậy em cho chị đăng ký luôn nha. Dạ chị. Alo, anh Quang hả?